Ngày hôm nay xuất hiện trên sân khấu này những đội chơi vô cùng lầy lội. Huyền thoại. Những người chúng tôi chưa bao giờ chào đón trong chương trình này vẫn xuất hiện. Không chào đón anh. Không vậy, không chào đón. Vì anh? Vì họ là những người đã từng thua tơi tả trong chương trình này. Đó là ai? Một người cực kỳ đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai mà đẹp trai đến nóc. Đẹp trai tới nóc. Nãy nói về em đó. Hả? Nãy là Harry nói về em ở Đức. Nói về em ở Đức. Nói về em ở Đức. Về em ở Đức. Thiệt luôn á, em luôn á, em luôn á. Em không nghĩ là những cái lời dành cho em. Cảm ơn người cố tình vậy đó. Tại vì Khoa, cố tình gì đây? Khoa đã có người yêu rồi. Dạ có gia đình rồi. Chỉ có mình em là tới bây giờ vẫn còn cô đơn. Vì sao? Tới bây giờ vẫn còn cô đơn. Vì sao? Buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời. Anh có nhiều sự lựa chọn. Đó, chỉ có Harry là hiểu tôi thôi. Nhưng mà dạo này anh còn mướn người là bạn gái anh nữa không? Không tin được ra. Từ anh Giang nói nè. Giang nói anh hay mướn mấy người đi theo nói làm bạn gái anh đó. Em nghĩ anh mướn mà có người ta chịu hả? Em nghĩ anh mướn mà có người ta chịu hả? Có. Nghe Khoa nói về tình yêu nè. Đó. Tình yêu chúng ta luôn phải dành những cái từ nó ngọt ngào, nó tình cảm nhất khi nói về lứa đôi yêu nhau. Tình yêu nó là một cái màu hồng. Màu hồng và màu đỏ. Chúng ta hãy tận hưởng nó, sống trong nó. Sống. Ý là sống trong tình yêu. Em nghĩ gì khi mình đang có hạnh phúc như vậy mà mình phải truyền tải kinh nghiệm cho những người đang bất hạnh, họ đang cô đơn? Bất hạnh, bất hạnh. Đừng nói như vậy. Em đã từng hạnh phúc. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Với em hả? Đâu có đâu. Không có luôn. Chứ mỗi lần anh đề cập cái vấn đề tình cảm gì là em lại nhảy vào cái cuộc đời anh như vậy thì làm sao mà cái tình cảm đến với đó anh được? Đó gọi là định mệnh. Là định mệnh. Mình cho ta gặp nhau, anh với em không rời. Hãy tin anh luôn một lần em hỡi. Không có định mệnh gì đây hết. Không có định mệnh gì nha. Dạ nha. Dạ. Hồi nãy khi tới đây hỏi tôi chung đội với ai, biết là chung đội với Lâm Vĩ Dạ, lập tức xin đổi đội liền. Đổi đội liền. Nhưng sản xuất không cho. Tại sao? Tại sao thì biết. Giới thiệu đội tiếp theo ra đây sẽ biết tại sao tôi muốn đổi đội. Thôi đi về, ba đứa mình đi về. Chứ đứng đây chi cho nhục. Thôi cuốn xuống cũng được kìa. Đây phải dính với anh Đức nhỉ anh. Trời ơi. Bây giờ ai cũng có chủ hết rồi. Anh Đức chưa có chủ. Chưa có chủ nè. Ai cười vậy? Ê, ai nói gì anh không quế mà anh quế giọng cười của em không ạ? Em có thể cười một cách nào đó nó thân thiện hơn chứ đúng không? Đúng rồi, em cười vậy là em cười vô mặt anh Đức. Vô mặt anh Đức. Một thời tuổi thơ ùa về đã xuất hiện trên sân khấu. Trời ơi sao đẹp dữ vậy trời. Đây đẹp, 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 đẹp. Trời ơi quý vị ơi, đây là đội hình lọt vào top những đội đẹp nhất của chương trình Nhanh Như Chớp từ ngày xưa tới giờ. Wow, đẹp quá. Đội mình là xếp hạng nhì. Ô nhất là đâu anh? Nhất là Mạc Văn Khoa, anh Đức với lại à tôi hiểu rồi. Lâm Vĩ Dạ đó. Hạng nhất thì đội mình hạng nhì thôi. Tôi hiểu rồi ha. Đúng rồi, thì mình cũng không cần phải lên nhất chi nữa. Đó. Nha. Yeah. Đó. Trời ơi, đội đàn ông. Rồi. Mặt này cũ quá. Hả? Lui ra phía sau cho hai em trẻ nó giới thiệu nè. Biết hả? Ngay mà. Rồi, xin chào quý vị khán giả. Em không hỏi em, không hỏi em. Không hỏi em. Em khỏi, cái mặt em cũ hơn cái chương trình này nữa nè. Mặt chưa thi Vinh cũ hơn chương trình này nữa mà. Em là lần thứ ba chứ mấy. Anh nói vậy sao tinh thần đây anh thi. Nhưng mà anh nghe đồn bên chương trình đang muốn kiếm một người khác thay thế cái vị trí mà quý ông thi chấp. Ý anh cha, đúng là thi cao hơn, đẹp trai hơn, cơ bắp nhiều hơn. Đúng rồi. Anh Vinh cũng nhảy đẹp lắm đó. Chứ sao? Mà nói chuyện duyên dáng, hát hay nữa. Đúng. Ủa vậy hả? Là còn có nhiều kỹ năng gì luôn hả? Ê, mới thay bộ đồ vest cả 100 triệu để chuẩn bị cho Nhanh Như Chớp. Mà nghe gì mà đây lùng bùng lỗ tai. Ủa anh Vinh, ủa nãy em nói nghe anh nói gì trong em nghe lùng bùng lỗ tai quá. Anh chưa kịp nói gì hết em. Ừ anh mới được mớm mớm bên đây thôi, chưa kịp nói gì luôn nha. Ủa anh Giang ơi, muốn mình gì có mời bạn Huy không?
Ý là không, ý là chưa mời là không cho ra luôn hả? Dạ đúng rồi. Đi vô đi, không dạ. Tiền số thì không mời luôn á, không mời luôn á. Trời này, anh ăn số rồi này. Đẹp. Sang. Nguyên một đội. Vô tình đấy ạ. Vô tình. Đâu, qua có nhắn rồi. Vô tình mà đã ghét vậy. Qua có nhắn rồi. Nhắn rồi hả? Ở đây tất cả đều là người mới tham gia chương trình này đúng không? Dạ vâng ạ. Thường tham gia chương trình này không cần kinh nghiệm sẽ thắng. Kinh nghiệm như mấy người kia là sẽ thua hết. Rồi, mời các bạn vào vị trí. Sao vậy con? Sao con vui vậy? Dạ vui. Ờ, mặt không đánh, không đánh phấn ha. Trời ơi, mọc mọc đó chú. Mọc á, mặt này có chừng 4 hộp rồi chứ không có nhiều. Rồi, Hành Sara, Song Luân và Thành Vinh. Thì Hành Sara với Song Luân là hai ca sĩ không nói rồi đúng không? Rồi đây đặc biệt là Vinh, là con trai của anh Hoài Linh. Đó. Là hôm nay á, là thưa quý vị là gọi điện. Chú ơi, làm sao để con có thể tham gia chương trình nhanh như chớp? Ủa, sao vậy? Ba con đâu có thích con tham gia showbiz, con thích chương trình này. Nói con thích, con cũng như người ta, con phải vượt qua vòng casting, phải vượt qua đầy đủ tố chất mới bước vô được chương trình. Và hôm nay cháu đã đến đây rồi, càng có tay dành cho cháu. Thì con nói một câu với khán giả đi con. Dạ, ở đây ai cũng diễn viên với lại ca sĩ. Dạ. Con tham gia bạn của diễn viên và ca sĩ. Đó, diễn viên ca sĩ. Hiện tại Vinh đang là kỹ sư về máy bay. Wow. Tức là sửa máy bay đồ, nghiên cứu được trong cái máy bay đó. Là phải kêu bằng chú đúng không? Yeah. Thì Harry là bạn kêu em. Thì con phải kêu bằng cô, bằng cô nhớ chưa? Dạ cô Harry. Cô Harry. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, tin được không? Trời ơi. Gặp nói cô Harry em mừng quá trời mừng. Lát bệnh này lên ghế cái là em đọc cho câu hỏi ha. Con người quen cũng vậy. Dạ. Vô chương trình này mà kêu mọi người đúng rồi. Kêu mọi cô là dập liền. Dạ. Chứ sao chứ? Ai chơi mình chơi lại. Chơi lại. Đúng rồi. Chúc mừng anh với Kylie hôm nay đẹp quá ha. Còn riêng Kylie là chúc cho Kylie năm nay sẽ có được một con heo vàng. Em cảm ơn anh Giang. Đó. Nhưng mà em muốn có con chuột vàng. Thí sự gì mà thì tức hợi là tới là quá năm nữa hả? Em nữa. À. Không, à tại vì ý là năm nay là anh Giang rồi thì năm sau mới là rồi, chị Ly. Rồi, mời vô gì đi. Mời vô gì đi nha. Đê, vui quá à, rồi. Quý vị ơi, không phải trong showbiz là thương nhau đâu. Nên tất cả mọi chúng ta phải ngưng lại liền. Bây giờ chúng tôi mời cái đội lịch lãm nha. Đó là Quốc Thiên, Lê Hiếu và Emmy Nguyễn. Thấy cái đội lịch lãm chưa? Đây, ca sĩ Kim BT. Kim BT. Tại vì tập gym dữ lắm. Coi cái hình của Quốc Thiên trên Facebook là Trấn Thành đập điện thoại luôn. Nhiều khi Trấn Thành còn có một chút ghen tị. Còn vô comment kia là giá như gắn cái đầu tôi vô nữa cơ. Ủa vậy hả? Có luôn hả? Vậy đó. Trời đất ơi, có những điều ước không bao giờ thành sự thật. Đúng rồi, mà ngày càng là mập lên. Ừ, đúng rồi. Trời ơi. Em đừng nói chữ mập, nó cũng hơi nhục với đối với anh nha. Không, giờ này em thấy anh gầy đó. Không, từ khi anh có baby. Rồi, chúng ta tiếp tục vậy. Đây, cái người đàn ông bước theo vết xe đổ của tôi mới lập gia đình. Thấy cảm giác trong khi lập gia đình thấy sao Hiếu? Hiếu vẫn thấy bình thường, chưa có gì thay đổi cả. Nó còn mới mẻ quá. Chắc là nếu mà có gì mà phải hỏi trường ra ngoài xem sao. Còn em sao? Tình hình ẩm lại sao rồi? Em vẫn một mình đó anh. Vẫn một mình, chưa có người yêu hả? Trước giờ là vậy rồi. Vậy hả? Đa phần mà những người mà lên sóng truyền hình mà cứ nói là chưa có người yêu là thực ra là có rất nhiều. Đúng, đúng. Không hề. Biết tại sao nói vậy không? Không nói là có người yêu rồi, để chi? Để lụm thính. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị hành trang gì cho chương trình Nhanh Như Chớp? Đến chương trình Nhanh Như Chớp thì mình phải giỏi đúng không? Không giỏi thì phải vui, mà không vui thì là đến lộn chương trình rồi. Phải vui đúng, chính xác. Mời các bạn vào vị trí. Mà không có miếng này được rồi. Xin giới thiệu quý vị, cái người mà ở đây gọi là lớn tuổi nhất là anh Tiết Cương đúng không? Anh Tiết Cương là một người trẻ mãi không già, năm nay đã 54 tuổi rồi mà. 53. Không, mà 53 tuổi thiệt hả anh? Ừ, có gì đâu. Trời ơi, nhìn nó giống như 43 thiệt luôn á. Anh Tiết Cương lớn tuổi hơn anh Chí Tài mà. Hả? À. Wow. Anh Cương ảnh trẻ vì sao? Thứ nhất là anh không bị phụ nữ làm phiền. Phụ nữ làm phiền. Tại vì tới giờ vẫn chưa có gia đình. Và thứ hai là anh cười mỗi ngày.
Anh cười, lúc nào anh cũng cười chưa. Hai cô Đào này là ngày xưa đã từng đóng người yêu của tôi rồi đó. Đúng rồi. Và bây giờ đều đã có gia đình và đã có em bé hết rồi. Vậy là anh phải coi lại coi anh làm sao.